Võ sư MMA khiến võ lâm chao đảo khi lăng mạ Lý Tiểu Long. Đã rất nhiều lần võ sư MMA Từ Hiểu Đông mạnh miệng cho rằng việc Lý Tiểu Long trở thành huyền thoại chỉ là sự phóng đại của báo chí. Từ Hiểu Đông đang trở thành kẻ đối nghịch cả giới võ lâm Trung Hoa, không chỉ gây hiềm khích bằng những phát ngôn dìm hàng loạt cao thủ, võ sư Từ còn hạ thấp cả Lý Tiểu Long, người được coi là tượng đài võ thuật của quốc gia Trung Quốc. Từ Hiểu Đông khẳng định anh cũng sùng bái Lý Tiểu Long nhưng không công nhận tài năng võ thuật của huyền thoại Man Bạc. Từ khẳng định Lý Tiểu Long không phải cao thủ thực chiến, có khen lắm cũng chỉ là cao thủ nghiệp dư. Rất nhiều người yêu thích ông ấy vì võ thuật Trung Hoa được quảng bá trên thế giới nhờ Lý Tiểu Long. Hơn nữa, ông ấy cũng là một ngôi sao. Từ giải thích như vậy. Trên trang cá nhân, Từ Hiểu Đông nhiều lần đánh giá thấp tiền bối. Từ nhấn mạnh, gọi ông ấy là vua Kung Fu là sai lầm. Lý Tiểu Long đương nhiên không phải kẻ lừa đảo, cũng có chút võ thuật, là ngôi sao Hollywood. Ông ấy là nhà diễn thuyết, nhà truyền bá. Võ thuật ư, cũng là có công phu, nhưng bị phóng đại quá mức. Võ sư MMA cho rằng Lý Tiểu Long tài cán chỉ hơn người bình thường và kém xa một võ sĩ chuyên nghiệp hạng thường. Theo Từ, bằng chứng rõ ràng nhất là Lý Tiểu Long chưa bao giờ tham gia các cuộc thi võ thuật quy mô nào, có chăng chỉ là vài cuộc đấu mang tính nghi thức. Những phát ngôn của Từ Hiểu Đông dành cho Lý Tiểu Long khiến võ sư MMA hứng chịu vô số lời chỉ trích. Trên mạng xã hội, nhiều người khẳng định ngày tàn của Từ Hiểu Đông không còn xa. Hiệp hội Ủ-xu Trung Quốc cho biết, khi còn sống, Lý Tiểu Long chưa từng giành ngôi vị quán quân tại các cuộc thi võ thuật, nhưng tài năng đã được thế giới ghi nhận. Do đó, vài ba câu nhận định của Từ Hiểu Đông không thể phá vỡ hỏng hình ảnh của tượng đài võ thuật Trung Quốc. Từ tinh võ môn, mạnh long quá giang, long tranh hổ đấu cho đến trò chơi sinh tử, các pha hành động trong phim không đơn thuần là diễn xuất mà phải dùng võ công thật sự để đánh. Đại diện Hiệp hội Ủ-xu nhấn mạnh như vậy. Một số tạp chí võ thuật của Mỹ từng xếp Lý Tiểu Long vào hàng cao thủ từ những năm 1970. Năm 1999, Lý Tiểu Long từng đứng top 10 cao thủ võ thuật thế kỷ do tạp chí Black Belt bầu chọn. Lý Tiểu Long sinh trưởng trong gia đình có cha là đại sư Quảng Đông, thời niên thiếu theo học Vịnh Xuân Quyền từ Diệp Vấn. Ngoài ra, Lý Tiểu Long còn am hiểu karate, thái quyền vương, đồng thời là người sáng lập triệt quyền đạo. Tài nghệ của huyền thoại Kung Fu khiến Hồng Kim Bảo nể sợ. Những thế mạnh của Lý có thể kể đến là ra tay ở cự ly rất gần nhưng có lực đả thương mạnh, một giây có thể ra đòn 9 quyền. Với một cú đá, Lý Tiểu Long có thể làm bao cát nặng hơn 1.360kg văng lên trần nhà. Ông còn sử dụng thành thục côn nhị khúc và không ít lần đánh bại cao thủ võ thuật sau chưa đầy 10 phút. Một môn sinh phái Thiếu Lâm tức giận thốt lên sau khi đọc được những lời của Từ rằng: "Từ khi sinh ra, tôi đã thần tượng Lý Tiểu Long, Từ Hiểu Đông nên ngừng khoác lác. Hãy chấp nhận khiêu chiến thay vì múa võ mồm."